Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Lời của Agurơ, con trai Gia-kê, châm ngôn mà người ấy nói ra cho Ithien và U-canh. Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết, ta không có thông sáng bằng một người. Ta không học được sự khôn ngoan và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? Danh người là chi và tên con trai người là gì? Nếu người biết, hãy nói đi. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện. Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng? Tôi có cầu Chúa hai điều. Xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Và lại, kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó, e nó rủa sả ngươi và ngươi mắc tội chăng? Có một dòng dõi rủa sả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, song chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình. Có một dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh thay, mí mắt dương cao dường nào. Có một dòng dõi nanh tợ gươm, hàm răng như dao, đặng cắn xé những người khó khăn khỏi đất và những kẻ nghèo khổ khỏi loài người. Con đĩa có hai con gái nói rằng, hãy cho, hãy cho. Có ba sự chẳng hề no đủ và bốn điều chẳng nói rằng, thôi, đủ. Tức là âm phủ, người đàn bà son sẻ, đất không no đủ nước và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình. Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta và bốn điều mà ta chẳng biết được. Là đường chim ưng bay trên trời, lối con rắn bò trên hòn đá, lằn tàu chạy giữa biển và đường người nam giao hiệp với người nữ. Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy. Nàng ăn, rồi nàng lau miệng và nói rằng, tôi có phạm tội ác đâu. Có ba vật làm cho trái đất rung động và bốn điều nó chẳng chịu nổi được. Là tôi tớ khi được tức vị vua, kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn, người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình. Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, song vốn rất khôn ngoan. Con kiến, dầu là loại yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con thỏ rừng, dầu là loại không sức lực, đóng cơ sở mình trong hòn đá. Loài cào cào dầu không có vua chúa, bay ra có từng đám. Con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong đền vua. Có ba vật điệu đi tốt đẹp và bốn vật nước bước xem sang trọng. Sư tử mạnh hơn hết trong các loài vật, chẳng lui lại trước mặt loài nào cả. Con ngựa hăng thắng tử tế, con dê đực và vua không ai đối địch được. Nếu ngươi có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo, và nếu ngươi có ác tưởng, hãy đặt tay che miệng mình. Vì ép sữa làm ra mỡ sữa, và đánh đập lỗ mũi bèn làm cho phun máu. Cũng vậy, trêu chọc giận sinh ra điều tranh cạnh. Chương 31. Lời của Lemuel,
các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta nên nói điều gì với con? Chớ phó sức lực con cho người đàn bà, đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lemuel, chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, hay là cho các quan trưởng nói rằng vật uống say ở đâu. E chúng uống, quên luật pháp và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng? Hãy ban vật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng. Họ hãy uống và quên nỗi nghèo khổ mình, chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền. Áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Thi Thiên 32. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước luộc lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân, Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi.
Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Grec, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syria, thì người Giuđa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate con Biru quê thành Bere cùng đi với người, lại có Arita và Secundu quê thành Thessalonica, Gaius quê thành Đẹp Bơ và Timothê, Tychicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta khi những ngày ăn bánh không men qua rồi thì xuống thuyền tại thành Philip, trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đừng nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài, và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phao-lô lại trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô. Người đã định vậy vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chio. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Samos, cách 1 ngày nữa thì tới thành Mile. Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi, đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ, Phao-lô sai người ở thành Mile đi tới thành Epheso, mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết, tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Grec về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng, tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi,
sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Chương 21. Chúng ta phân rẽ các người đó xong bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ và từ đó đến thành Ba-ta-ra. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-si, chúng ta bèn xuống đi. Thấy đảo Chíp-rơ thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Si-ri, đậu tại thành Ti-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Ti-rơ sang thành Bê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ 1 ngày. Ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Cesare, vào nhà Philip là người giảng tin lành, một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng: này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng người trả lời rằng: anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng: xin cho ý muốn của Chúa được nên. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. Có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép khắc bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ,
và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem 4 người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giuđa quê A-si thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng: Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa. Đến đổi hắn dẫn người Grec vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim, người Epheso ở với Phaolô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi, không đánh Phaolô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy 2 cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc nên dạy điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi. Lúc Phaolô vào đồn thì nói với quản cơ rằng: Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Egypto kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng: Tôi là người Giuđa, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng: Chương 22. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đương nói với để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng: Tôi là người Giuđa, sinh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc tôi đương đi đường, gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Saulơ, Saulơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đường bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa: Lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách. Ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giuđa trú tại Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng:
Hỡi Sao-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đứng cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giêsu phán cùng tôi rằng, hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó. Xong đến câu ấy thì vùng kêu lên rằng, hãy cất người giường ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Chúng kêu la, cởi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng, ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dù người đó chưa thành án hay sao? Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng, ông toan làm chi? Vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng, hãy nói cho ta biết ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng, phải. Quản cơ lại nói, ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói, còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra. Và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail.
dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.